Thưa quý vị, đã có không biết bao nhiêu bức tranh, bức ảnh về Bác Hồ kính yêu được lưu giữ và được in sâu vào trong trái tim của nhiều thế hệ người dân Việt Nam. Thế nhưng có một điều tuyệt vời hơn nữa là bây giờ rất nhiều các bạn trẻ còn dùng sự sáng tạo của mình để thể hiện tình yêu và thông qua đó tái hiện những bức tranh. Ví dụ như bạn trẻ ngày hôm nay đến với Cà phê sáng của chúng ta, bạn ấy đã tái hiện những bức tranh về Bác Hồ kính yêu bằng gạo rất độc đáo. Một chất liệu. Phải nói là rất đặc trưng của Việt Nam. Vâng, đúng vậy. Vâng. Và bạn ấy cũng đến từ một nơi gạo trắng nước trong, vâng. Cần Thơ. Xin được giới thiệu tới quý vị bạn Khư Tấn Bửu. Xin chào bạn. Xin chào chị ạ. Chào mừng bạn đến với Cà phê sáng ngày hôm nay. Có lẽ là khán giả bao giờ cũng sẽ tò mò là những cái tác phẩm bạn mang đến với cả không gian của chúng tôi. Nên chắc mời bạn chúng ta khoe một chút nhé. Ở đây chúng ta có một số thôi đúng không? Trong cái bộ sưu tập rất là nhiều tranh của bạn. Tranh về Bác Hồ. Bạn có thể tả một chút về những bức tranh này. Đây là bộ sưu tập mới nhất của em là 78 mùa xuân. Tất cả những bức tranh này được làm từ gạo và chủ đề là làm về ngày 2 tháng 9. Đây là những cái chủ đề mà về lịch sử tụi em tìm hiểu và khắc họa lên những bức tranh gạo. Khi mà làm những cái bức tranh này á, thì cảm giác của em được tìm hiểu về lịch sử và có những cái giá trị mà mình muốn truyền tải vô đó. Tôi có thể cầm lên xem được không? Dạ. Vậy nói chung là khi mà Quỳnh giới thiệu là làm bằng gạo là, vâng. là tôi nghĩ là khán giả nào cũng sẽ muốn gọi là thôi xin phép chạm vào một chút để thấy được cái chất liệu của dân tộc mình đúng không? Không có biết bao nhiêu hạt gạo được gắn vào đây, rất là kỳ công đó. Dạ đúng rồi ạ. Nhưng mà từ đâu mà bạn lại có ý tưởng là làm một bức tranh bằng gạo mà không phải là một chất liệu khác? Nơi mà Bửu sinh ra là Cần Thơ. Cần Thơ được mệnh danh là qua câu ca dao là Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó làm không muốn về. Thì Bửu mong muốn lấy được cái hạt gạo của quê hương mình, truyền tải bằng cái cách khả năng mỹ thuật của mình, truyền tải qua những cái tấm tranh gạo để khai thác được cái giá trị bản sắc của dân tộc. Về cách làm của nó thì có phức tạp không bạn? Bạn có thể mô tả sơ qua cho chúng tôi hình dung cái sự công phu của những bức tranh như thế này. Một bức tranh được ra đời thì rất là công phu. Từ công đoạn gan gạo, đính ghép và chọn mẫu. Thì mỗi công đoạn là có một cái sự khó khăn. Tại sao mình phải rang gạo nhỉ? Bởi vì tôi nghĩ là cái hạt gạo bình thường nó cũng cứng vậy. Mà mình có thể cho vào luôn. Khi mà gan gạo thì chúng ta sẽ tạo ra được nhiều cấp độ màu. Thì giống như tranh Bác Hồ đây là tạo ra được từ 36 cấp độ màu. Tức là gạo gan. Tức là những cái màu nâu như thế kia hay là màu gọi là nâu nhạt đấy là do cái mức độ mình rang gạo lâu hay là mau đúng không? Là tự nhiên luôn đó. Tự nhiên luôn. Còn đối với những cái tranh màu sắc như thế này là nhộm từ màu rau củ quả để tạo lên được những cái màu sắc. Tôi cứ hình dung mà mình xếp đi hàng triệu, phải nói là hàng trăm ngàn những hạt gạo vào bức tranh thì công phu lắm. Cái khổ to nhất mà bạn từng làm là khổ to nhất mà từng làm là 1m2. 1m2. Hôm nay là không thể bê đến đây để mà trưng bày được đúng rồi. Bạn bay từ trong kia ra. Rất là kỳ công. Nhưng mà trước đó thì Bửu liệu là đã có những sáng tạo với các cái nguyên liệu chất liệu khác, những cái loại hình tranh khác chưa? Trước đó thì cũng có tìm hiểu về một số chất liệu tranh. Nhưng mà cuối cùng Bửu chọn hạt gạo để mình có làm lên những cái tấm tranh. Thì những cái tấm tranh của Bửu thường truyền tải qua những cái bộ sưu tập. Thì giống như ngày hôm nay là bộ sưu tập 78 mùa xuân. Thì trước đó về ngày thành lập đoàn thì Bửu cho ra là đoàn món quà của tuổi trẻ. Về ngày sinh của Bác thì Bửu cho ra đời là bộ sưu tập Bác Hồ kính yêu. Thì cùng với những cái bộ sưu tập vậy á, là Bửu sẽ dựa vào những cái sự kiện của đất nước, của dân tộc và nơi Bửu sinh sống. Phải nói là hôm nay khi bạn mặc đến trường quay một chiếc áo thanh niên của đoàn thanh niên, làm cho chúng tôi cũng cảm thấy rất là nhớ lại cái thời tình nguyện của mình. Và tôi thấy là bạn có một cái cảm hứng về sáng tác tranh mà liên quan đến những đề tài lịch sử của đất nước. Ngoài ra thì cuộc sống của chúng ta có rất nhiều những đề tài khác nữa, chắc cũng không nằm ngoài quan tâm của bạn chứ. Đúng rồi. Khi mà khai thác được những giá trị của lịch sử thì tiếp theo đến là khai thác những cái cảnh đẹp của Việt Nam, của Cần Thơ. Thông qua những cái bộ sưu tập thì Bửu muốn truyền tải đến những khán giả yêu tranh gạo biết được cái vẻ đẹp của quê hương mình, đất nước mình sinh sống. Như vậy có thể hình dung là Quỳnh ạ, một du khách đến Việt Nam khi họ có thể mang một bức tranh gạo này về thì họ mang được cả cảnh sắc và mang luôn cả những cái hạt gạo là chất liệu của dân tộc Việt Nam về để làm kỷ niệm. Rất là ý nghĩa. Cảm ơn Bửu rất nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn ạ.